Thế Tôn có quy định về khuôn mẫu một cái bát đúng chuẩn cho một vị tỳ kheo không? Con thấy có nhiều nơi sử dụng bát đất hoặc bát nhôm kích cỡ không đồng đều. Có nơi vừa, có nơi nhỏ, có nơi to. Con không biết thời Đức Phật Ngài sử dụng kích cỡ của cái bát như thế nào. Nhưng ngày nay con thấy kích cỡ của cái bát nó to dần ra. không có quy định về kích cỡ nhưng mà có quy định về cái khả năng mang vác của một vị tỳ kheo tức là một vị tỳ kheo á nếu như mà vị đó có nhu cầu thì có thể mang vác với cái khả năng của một người trung bình tức là một người trung bình á khả năng mang vác được bao nhiêu thì nếu như vì đó cần thì vì đó có thể mang vác được bấy nhiêu à... Đấy, cho nên là nếu mà nhắm khiên được thì khiên thôi cái <laughs> kiểu như vậy à... bởi vì thời xưa đó nó đơn giản lắm nó đơn giản lắm quý vị quý vị khi mà sư giả sử trong những cái lần mà sư đi bác á sư ôm bác sư đi khất thực đó, Uh, sư nhắm coi có lẽ là nó uh, chừng có một cái túi không có, có cái tải mà một, một cái bát thì nó chỉ tầm năm uh, kg thôi tôi nói cho không nhiều không nhiều hơn 5 kg đâu không nhiều hơn năm kg đâu mà có nhiều hơn thì nó cũng không đến được 10 kg uh, bởi vì sao bởi vì có lần á có lần uh, sư um, sư ôm một cái bình nó nó kỳ ôm một cái bình nước 5 lít ôm một bình nước 5 lít sư leo lên đồi cái đồi nó cao hình như là cỡ mấy chục mét á một cái đoạn đường một cái đoạn đường thì nó chắc chừng có gần hai cây số gần hai cây số mình đi lên đồi thì có thể là do đi lên đồi mà quý vị biết là sẽ ôm cái bình nước sẽ đem cái bình nước không cái bình nó như chừng đến năm hay bảy lít thôi ôm cái bình nước xuống dưới hứng nước hứng nước mà đi lết lên tới trên cái chỗ cái cốc của mình á lè lưỡi luôn á lè lưỡi luôn đó. thì có nghĩa là cái sức của sư thì <laughs> cỡ đó thôi đi khất thực cũng vậy à, quay trở lại chuyện đi khất thực thì khi mà khi sư đi cất thực á, sư có một cái đãi có một cái túi đó và một cái bát thì đồ á, thường là đầy túi và đầy bát thì sư đi về thì uh, sư nhắm sư nhắm là nó cũng không có hơn 5 kg đâu không có hơn 5 kg đâu uh, bởi vì như sư nói đó leo lên đồi mình xách năm năm nước mà mình thở le lưỡi uh, thì cái chuyện mà mình đi, còn con đường sư đi khất thực á thì uh, sư đi về thì nó uh, nó khoảng uh, một tiếng đồng hồ khoảng chừng một tiếng thôi đường ngắn th hôm nào sắp nặng á hôm nào sắp nặng á thì uh, có khi là nửa tiếng bốn phút đổ di tinh đi uh, có người có phật tử họ cúng có những khi mà sư sư, sư nhìn lè lưỡi tức là sao ờ, họ thương ông sư đó, họ họ cúng gạo họ cúng bao gạo bao gạo nó chỉ có hai ký thôi một bao gạo 2 ký mà sắp nó muốn lè lưỡi có gì không tức là sư nghĩ cái tổng trọng lượng mà sư mỗi lần sư đi khất thực á, nó chỉ dao động chừng 5 kg thôi còn nếu mà nó lên tới cả 10 kg á, thì phải về gấp phải về gấp tại vì nếu như không về gấp á, nếu không về gấp á, thì khi không nói đấy thì tức là cái um, dù cho dù cho không có quy định cụ thể uh, cái kích cỡ của một cái bát là lớn hay nhỏ thì khả năng mang vác của một người là có giới hạn mà như sư nói sư á, là thuộc cái dòng Uh, gọi là uh, sửa họp người ta nói là bây giờ mấy thầy tu uh, bơ sữa tức là uh, cái gì cũng thuận tiện cái gì cũng thuận tiện uh, tức là cái con đường sư đi khất thực á nó đi về thì nó tốn tối đa là một tiếng đồng hồ thôi nó không có nhiều nó không có nhiều uh, nhưng mà các vị mà sư đã như vậy mà mình còn lè lưỡi thì các vị thời xưa đó hoặc là những vị mà ở trong rừng á mà đi ra đó đi mà mấy cây số lội bộ mấy cây số thì quý vị nghĩ uh, các vị đó đó khiên được bao nhiêu thì cứ tính là các vị đó khỏe hơn khỏe hơn sư đi thì nếu như có khỏe hơn sư thì suy nghĩ cũng khiên không bao nhiêu hết Nha? thì cái khả năng mang vác của một vị mà đi được xa như vậy thì cũng không bao nhiêu hmm?